Hello, vâng, em đệ tử Tắm Hoa Chí Linh Hải Dương xin gửi lời mến chào đến các bác nhé. Và tiếp tục trở lại video clip buổi chiều ngày hôm nay ngày 7 tháng 6. Vâng, ở video này thì em xin giới thiệu đến các bác và anh em nội thất của những cặp loa bãi xịn JBL. Ở đây là những cặp loa bên em vừa về ngày hôm qua này. Đó. Nay em mới có cái thời gian tháo nội thất quay cho các bác và anh em nhé. Đấy. Vâng, những cặp loa bãi xịn của JBL, những cặp loa này có cái mã là JRX115. Đấy. Loa được thiết kế một bát 40, từ của bát này được sử dụng từ 16. Đấy, côn này thì được sử dụng côn 63 các bác nhá. Đấy, côn 63. Đấy, tình trạng loa thì còn zin nguyên bản 100% các bác nhá. Đấy, zin đẹp. Đấy, thùng vách đẹp xuất sắc. Đấy, nội thất của loa cũng là đẹp này các bác này. Đấy. À, bát 40 từ 16 côn 63, một dòng loa phải nói là được thiết kế hình thức thùng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, cái chiều cao của thùng nó rơi vào khoảng tầm khoảng 70 cm. Đấy, chiều cao của thùng khoảng 70 cm và chiều ngang nó khoảng 40 44. Đấy, chiều sâu của thùng khoảng 40 42. Đấy, các bác này, loa đẹp xuất sắc nhá. Dòng loa JB này được thiết kế hai cổng jack kết nối, một cổng 6 ly và một cổng ghim lưu trích. Model của sản phẩm là JRX115. Loa được sản xuất tại Made in USA các bác nhá. Đấy. Dòng loa này thì tiếng bass của nó thả rất là sâu mềm. Đấy. À, các bác này, đấy. Loa zin. Loa này tiếng của nó rất là chất các bác nhá. À, tép này thì lẩy. À, dòng tép của JB JRX115 rất là lẩy các bác nhá. À, nghe nhạc tiếng tép bass nó rất là nhuyễn. À, karaoke lời rất là bay với dòng loa JB. Một dòng loa được thiết kế hai đường tiếng. À, thùng vách đẹp. À, zin. À, các bác này. Phần tần các bác nhé, bông tiêu âm. À, tình trạng loa thì báo cáo các bác là đẹp xuất sắc. À, độ zin zin nguyên bản rồi. À, kích thước chiều cao là 70, trên 70 một chút. À, loa này thì các bác sử dụng với không gian phòng từ khoảng 30 vuông trở lên các bác nhé, 30 vuông cho đến 55 vuông. Đó, ta chơi một cặp JB JRX 115 này. Đấy. Ở bên dưới này là cái lỗ cắm cọc các bác này. Các bác có thể để cái chân. Đấy, các bác có để chân cái ngõng của nó nhé. Đấy. Ngõng cắm cọc này. Đấy, thùng gỗ vỏ lì. Vâng, thì những cặp loa này bên em báo giá cho các bác và anh em để các bác và anh em cân đối về mặt tài chính. Đấy. À, giá là 14 triệu 500 trên một cặp các bác nhá. Đấy, bên em thì bao zin, bao chất cho các bác và anh em. À, giá là 14 triệu 500. Đấy. À, giá rất là ok cho các bác và anh em. Đấy. À, thậm chí nhất rất nhiều đơn vị anh em họ bán với mức giá là 15 triệu trên 15 triệu, khoảng 15 triệu 500. Đấy. À, bên em chào bán với giá là 14 triệu 500 nhé. Loa đẹp, tình trạng đẹp, zin. Đấy. Các bác em có nhu cầu xin hãy liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại bên em là 0974 637 646 và 0918 249 265. À, bên em về 4 cặp thôi.